Kính thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi có một người khách tương đối khá đặc biệt, thưa quý vị. Mà trong đây quý vị sẽ biết cô là ai và vì sao cô đến hôm nay vì cộng đồng chúng ta như thế nào. Thưa quý vị, người khách ngày hôm nay là cô Mary Hiền Paulet. Xin chào cô. Em xin chào anh. Thưa quý vị, có thể mình đóng ngoặc mở ngoặc. Cô ta là con của người HO, có nghĩa là tuy rất là trẻ nhưng đóng dấu cho nhãn hiệu của mình là Việt Nam Cộng Hòa thứ thiệt. Đến nước Mỹ là do tị nạn chính trị chứ không phải là do di cư. Và cô ta là một hiệu trưởng của một trường trung học có thể nói lớn và bậc nhất nhì của miền Bắc California, là trường học YB, một người nữ hiệu trưởng gốc Việt rất trẻ. Và thưa quý vị, cô theo tin đồn ngoài trời, tôi chưa kiểm chứng với cô, nếu không trúng thì cô điều chỉnh lại, là theo tin đồn cộng đồng dường như cô đang chuẩn bị một cái bước nhảy nữa để nhảy vào học khu Evergreen, không biết đúng hay sai. Nhưng mà nếu đó là như vậy thì người ta không biết rằng những bước nhảy kế tới của cô là gì. Thì trước khi mình đi vào câu chuyện, có phải giới thiệu về cô như vậy có đúng có sai gì không thưa cô? Em cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam. Em tên là Mary Hiền Paulet. Hiện nay giống như anh đã giới thiệu, em là hiệu trưởng của trường YB ở trong cộng đồng mình đây, chắc ai cũng biết tới. Cảm ơn anh đã cho em một vài giây để giới thiệu. Em cũng đang là người ứng cử viên của ủy viên giáo dục của Evergreen Elementary School District. Giống như District 8 thưa anh. Và thường thường cái chức mà học khu đó là một cái qualification, một cái stepping stone, một bước nhảy để cho cộng đồng Việt Nam chúng ta nhảy vào các dòng chính và phương diện chính trị. Thì tôi nghĩ là đã đến lúc mình Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Hồng Mùi, Nguyễn Hồng Duyên về hưu và giao cái sân khấu cộng đồng này lại cho những thế hệ thứ hai trẻ hơn, có con tôi, có cô, có quý vị khác. Thì trong cái chiều hướng như vậy, Calibrate cũng dành một cái sự đầu tư vào thế hệ thứ hai. Bởi vì triển vọng thế hệ thứ hai, quý vị thấy dưới đó một chút có Hương Giang, có một số anh em khác. Và dưới chút nữa, ta thấy có một số anh em trẻ hơn. Và quý vị thấy cái điều nổi bật nữa trên nhật báo Calibrate, bây giờ trên trang online báo Calibrate.com lại có một trang tiếng Mỹ. Với sự phối hợp của nhật báo Calibrate và cái hệ thống truyền thông là Ethnic Media Service, là truyền thông báo chí thiểu số toàn Hoa Kỳ, với trên 5-700 tờ báo truyền hình truyền thanh Hoa Kỳ. Và đây là một trang diễn đàn chung của các cơ quan truyền thông bằng tiếng Mỹ. Cái điều đó cho thấy Calibrate đang chuyển hướng và đang đầu tư vào năm 2023 là một chương trình online và báo chí cũng như là internet, một chương trình hoàn toàn bằng tiếng Mỹ để nhắm vào thế hệ thứ hai chúng ta. Trước đây khoảng gần, chúng ta bước vào năm thứ 25, tháng 10 này là tháng sinh nhật 25 tuổi Calibrate. Thì trong lúc Calibrate ra đời, ra bằng tờ báo song ngữ, một nửa tiếng Anh và một nửa tiếng Việt, nếu quý vị ở tại Bắc Cali bước chân vào nhật báo Calibrate văn phòng, quý vị thấy rằng sau lưng của cô Yến, người phụ trách văn phòng ở đây, là một cái khung, trong đó là bản tiếng Mỹ. Đó là những ấn bản của Calibrate. Nó là song ngữ. 25 năm sau, ta lại muốn trở lại song ngữ. Bởi vì sao? Lúc đó song ngữ ít quá, ít người biết tiếng Mỹ quá. Mình mới qua Mỹ mà. Nhưng bây giờ người nói tiếng Mỹ nhiều quá. Cho nên bây giờ đã đến lúc cho tờ Calibrate trở lại bằng song ngữ. Thì quý vị có con, cháu thì chuẩn bị một cái version mới bằng một thế hệ mới trên online. Họ nói chuyện với con, cháu quý vị mỗi ngày, mỗi giờ bằng tiếng Mỹ và trên báo bằng tiếng Mỹ. Và chúng ta thấy tiếng Mỹ xuất hiện nhiều hơn để đáp ứng cái nhu cầu đó cho thế hệ tương lai. Tờ báo Calibrate sẽ đồng hành cùng cộng đồng người Việt, sinh tử với cộng đồng người Việt và vì tương lai của cộng đồng người Việt chúng ta. Trong khía cạnh như vậy, chúng tôi rất là hãnh diện, thưa quý vị, được mời cô Hiền, chúng ta nói tiếng Việt thân thương hơn, để đến đây thưa quý vị rằng một người hiệu trưởng trẻ trung, đầy nhiệt huyết cộng đồng, mang cái dòng máu đặc thù 100% là con gia đình HO, con gia đình Việt Nam Cộng Hòa, thì cái vận nước, vận cộng đồng nó nổi trôi theo thế hệ của cô. Và những thế hệ của cô cần thiết phải xuất hiện nhiều hơn
để thay thế những nhân vật như Nguyễn Hồng Dũng, Quân Ngọc Mùi, Nguyễn Xuân Nam, Thái Quốc Hùng này nọ, những thế hệ đàn anh, đàn chị, để dần dần chúng tôi sẽ ra đi và giao cái thế hệ này lại cho các cô. Một cách chính thức hay không chính thức, các cô sẽ nhận lãnh sứ mệnh này. Thưa quý vị, thì đó là cái một chút xíu để nói về cô Maria Hiền Nguyễn Ballet. Để cho chúng ta nói tiếng Việt cho nó gọi là cô Hiền. Thì thưa quý vị, thì sợ dĩ hôm nay Hiền cái mặt không phải mục đích đó, chúng ta sẽ nói trong dịp khác. Hôm nay chỉ một sự giới thiệu ngắn thôi, cái chính là thế này. Cái bài viết của vị luật sư của bà Cindy Javis gửi cho ông Brian Công Độ để gây cái sốc trong cộng đồng. Nhiều người phản ứng. Sau khi số báo thứ 7 chúng tôi đăng nguyên văn lá thư của luật sư bà Cindy Javis gửi cho anh Brian Công Độ, nguyên một trang như vậy, và có đăng cả cái phản ứng của Brian Công Độ. Chúng tôi cố gắng thể hiện cái quan điểm từ hai phía. Thưa quý vị, thì cái dòng tuôn chảy về cộng đồng, của cộng đồng về tòa soạn rất là nặng. Tại sao chúng ta bị ăn hiếp như vậy? Chúng ta phải có ra tay phản ứng cái gì đó chưa? Thì thưa quý vị, tất cả nhiều người phản ứng bằng tiếng Việt có, bằng email có. Tôi có trên 100 cái phản ứng như vậy khác nhau từ độc giả. Thưa quý vị, một trong những phản ứng đó là của cô hiệu trưởng Hiền hôm nay, mà chúng tôi mời cô lên trên làn sóng này để voi cái tiếng nói của mình thay mặt 100 cái độc giả thân thương đã gửi thư về và thay mặt hàng chục ngàn độc giả ở khắp nơi đã theo dõi quan tâm vấn đề này. Thì trước hết, thay mặt tòa soạn, anh Nam, gọi cho anh Nam cho thật sự gọi là chú Nam, anh Nam cảm ơn Hiền đã đến đây theo lời mời của tòa soạn và để cùng xuất hiện trước cộng đồng, lo toan vấn đề lớn của cộng đồng. Thì trước hết chú Nam gọi là cảm ơn. Mà thứ hai đó, để mà cái điều gì trong lá thư đó nó gây cháu chú ý và gây em chú ý, và em, quan điểm của em về cái lá thư đó như thế nào, thì mình nói đầu tiên trước để Hiền có thể tóm tắt chút cái lá thư đó nói về cái gì và điều gì gây Hiền chú ý. Mời. Cảm ơn anh. Khi mà em đọc tờ báo hôm sáng thứ bảy, sau khi nhận được tờ báo, sau khi lễ chào cờ ở ngoài truyền thống Vương truyền thống Việt. Vương truyền thống Việt, vâng thưa anh, thì em đọc tờ báo xong thì em đọc từ trang đầu cho tới trang cuối, thì khoảng chính giữa thì em sẽ thấy nguyên một em đã thấy nguyên một cái trang có đăng một cái tờ đăng cái email mà người luật sư của bà Cindy Chavez gửi cho anh Brian Đỗ qua email. Thì trong lá thư đó tóm tắt là như thế này: ông luật sư đại diện cho bà Cindy Chavez và đại diện cho cái cuộc mà cái diện cho bà mà đại diện luôn cho cái ứng cử viên của bà, nói là anh Brian tiếng Mỹ nói là cease and desist against Brian Doe, nghĩa là cái lá thư này cấm và bắt anh Brian ngừng những cái gì mà ảnh làm, họ gọi là tổn thương tới danh dự của bà. Thì cái lá thư này từ đâu nó ra? Cái lá thư này là người ta phản ứng cho một cuộc nói chuyện của anh Brian Đỗ với lại anh Xuân Nam về một về bà Cindy Chavez trước đó. Anh Brian Công Đỗ nói là anh và hơn 2 triệu người Việt tị nạn cộng sản đã bỏ nước ra đi, ra khỏi nước Việt Nam. Rất là nhiều người đang sống ở miền Nam Cali. Và anh nói là bà Cindy Chavez là người đứng về phía mở ngoặc đơn, thiên tả đóng ngoặc đơn ha. Dịch ra tiếng Mỹ nghĩa là left wing. Nhưng mà không biết ai là người thông dịch cho bà ta và người luật sư, thì người ta lại dịch ra là cộng sản. Vì như vậy bà Cindy Chavez
mới qua một người luật sư để viết cái lá thư nói với lại anh Brian là anh không, từ nay anh không được dùng cái từ thiên tả hoặc cộng sản để diễn tả bà ta. Nếu không thì người ta có thể đưa anh ra tòa. Đó là tóm tắt sơ lược của cái lá thư mà người luật sư gửi cho anh Brian. Thưa quý vị, có cái điều tôi nhận được rất là nhiều lá thư phản đối đứng về phía bên Brian Công Đỗ và cộng đồng. Nhưng mà tôi chưa nhận được lá thư nào và của bất cứ cá nhân nào đứng về phía bà Elizabeth, bên vực lá thư của luật sư và bên vực bà Elizabeth. Nhân dịp mở đóng ngọt và ngọt trước khi cô nói chuyện, tôi muốn nói một câu rất rõ quan điểm này. Caribe muốn thể hiện quan điểm từ các phía để quý vị tha hồ chọn lựa cái quan điểm nào đúng và quan điểm nào sai. Chúng tôi không dùng cái phương tiện của mình để đàn áp một tiếng nói hay là promote một tiếng nói. Thưa quý vị, cho nên quý vị nếu sau cái bài nói chuyện của cô Hiền này, mà nếu quý vị cảm thấy rằng mình cần bên vực bà Senior Service và cần lên tiếng bên vực luật sư, bên vực Senior Service và đã phá Brian Công Đỗ, chúng tôi vẫn trân trọng bởi quý vị ngồi đây và quý vị được đối xử một cách công bằng và fair and square, rất là công bằng và bình đẳng, không hơn và không kém. Thì thưa quý vị, chúng ta nói như vậy đó là chúng ta thể hiện cái quan điểm của chúng ta rất rõ ràng là mọi ý kiến với Cali Today đều có giá trị được tham khảo và mọi người có giá trị. Trên bàn ăn chúng tôi chọn để giờ quý vị nhiều món khác nhau. Món thân Cindy Chavez cũng có. Món thân ông Matt Mahan cũng có. Món thân Binoan cũng có. Món thân Comia cũng có. Và tùy khán giả sau nghe những câu chuyện đó, quý vị có thể quyết định chọn ai thì quý vị theo người đó. Tôi nghĩ điều đó là sự nỗ lực và cố gắng ra đi của Candy Today. Thưa quý vị, thì sau khi mà cái gì tôi được biết rằng Hiền có bật khóc khi thấy mình bị đàn áp và cộng đồng bị đàn áp. Hiền có bị cái nỗi lòng của người con dân Việt Nam nó bùng nổi dậy mà nó không kềm chế được. Nó không dừng ở một chỗ một ý nghĩ mà nó đi go more than ý nghĩ. Thì go đến thế giới cảm xúc, emotion, của tình cảm, của feeling, của emotion. Nó rớt trong lòng nặng hơn. Thì chú Nam, anh Nam nghe chưa đủ. Có thể nào Hiền share một chút ý nghĩ đó cho quý vị khán giả ngày hôm nay không? Sau khi em đọc cái lá thư của người luật sư, thì em lật sang trang kế, thì em thấy cái thư trả lời của anh Brian trang kế. Em cũng đọc rồi bằng tiếng Anh, rồi em đọc cả cái trang bằng tiếng Việt. Em thấy trong lòng không được yên ổn. Em mới dùng cái phone của em để em thâu lại những cái cảm xúc của em, những cái ý nghĩ của em ngay sau khi đó. Bằng audio. Vâng, em lấy cái phone xong rồi em turn lên cái voice để em đọc vô, xong rồi tự động nó thâu vô cái nốt của em. Thế xong rồi em gửi cho anh Nam. Thật sự em không có edit lại, giống như em đọc xong, em đọc xong thế là em gửi cho anh. Cho nên em cũng không biết là trong đó có lỗi văn phạm hay như thế nào hay không, nhưng mà cái chuyện đó không cần thiết. Cái quan trọng mà em muốn chia sẻ với anh, với lại cộng đồng ở đây, là khi mà em đọc thấy cái lá thư đó, em thấy rất là giận. Là tại vì mình là người Việt tị nạn cộng sản, mình bỏ nước ra đi, mình bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, mình bỏ mồ mẹ ông bà để mình chạy qua đây để mình tìm tự do. Mình không thể nào để cho một bà Cindy Chavez bịt miệng mình. Bà ta bịt miệng anh Brian Đỗ, nghĩa là người bà ta bịt miệng cộng đồng Việt Nam, cộng đồng tị nạn cộng sản của mình. Không chỉ người Việt của mình mới là tị nạn, bao nhiêu người Á Châu khác cũng là tị nạn đó.
Mình không thể nào để cho một bà Cindy Chavez dùng thế lực của bà, dùng vì bà là người có tiền bạc để mướn luật sư, hay là bà dùng cái thế lực chỗ đứng của bà để bà bịt miệng một người dân bình thường như anh Brian Công Đỗ. Em tới đây để chia sẻ cái nỗi băn khoăn đó là thứ nhất. Thứ hai, em muốn kêu gọi cộng đồng Việt Nam mình phải đoàn kết chung tay để mình giúp nhau, để mình tìm đường để mình chống lại những người áp bức mình, những người có ý đồ muốn đàn áp mình. Nếu người Việt của mình không đoàn kết chung tay để làm cái việc này thì người ta sẽ đánh từng người một, từng chiếc đũa người ta sẽ bẻ thì mình sẽ gãy. Nhưng nếu mọi người chung vào với nhau thành một cái bó đũa, mình sẽ trở thành một cụm đũa rất là cứng, không thể nào người ta bẻ được. Mình trong tiếng Việt của mình có nói là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Nếu mà một người anh em của mình bị người khác đàn áp, mình phải giúp, mình phải hiểu như vậy. Nếu quý vị cứ cho là ô việc đó không phải của tôi, có người khác làm tôi không cần làm. Nếu ai cũng làm như vậy thì không có những người như anh Nam, không có những người như anh Mùi, không có những người như anh Đức, tại vì cứ nghĩ là người khác làm rồi tôi không cần làm. Bây giờ quý vị cứ cho mình trong cái hoàn cảnh mình là người bị đàn áp, mình là người bị chèn ép, mình là người bị đè bẹp, mình là anh Brian Đỗ. Mình muốn gì từ cộng đồng? Mình có muốn cộng đồng giơ tay ra giúp cho mình hay không? Hay là mình muốn mọi người quay lưng đi để một mình chống chọi? Anh cứ nghĩ xem, nếu con em của quý vị, anh của quý vị, chú của quý vị bị bà ta gửi nhờ qua tay một luật sư gửi lá thư đe dọa thế này, đe dọa thế kia, nói không được làm cái này, không được làm cái kia, nếu không nghe tôi sẽ đưa ra tòa, thì quý vị nghĩ sao? Quý vị có gọi anh Nam để nói anh Nam ơi, nhờ anh giúp tôi, con tôi nó bị người ta hại, hay là quý vị làm gì? Quý vị, nếu mà quý vị nghĩ là mình muốn cái điều tốt nhất cho con mình thì mình cũng nên giúp những người trong cộng đồng bị đè bẹp, bị áp chế, thì như vậy cộng đồng của mình mới mạnh. Nếu mà người ta biết là người Việt mình đoàn kết với nhau, chung tay để bảo vệ nhau, không ai dám đụng chạm tới cộng đồng mình. Nếu mình biết dùng lá phiếu để mình chọn cái người xứng đáng, cái người mà có ý tưởng muốn giúp đỡ cộng đồng, cái người mà không chia rẽ cộng đồng, thì người ta sẽ thấy cái lá phiếu của mình, thấy cái sức mạnh của cộng đồng nó mạnh như thế nào. Thì cộng đồng mình sẽ được người bản xứ nâng đỡ nhiều hơn. Rất là cảm ơn cô Black. Cô nói trong xúc động khiến tôi có một chút ngưỡng mộ. Đã đến lúc chú Nam ra đi. Đã đến lúc thế hệ cùng chú Nam ra đi. Chú Nam yên tâm bị cõi thế hệ trẻ. Thế hệ chú Nam yên tâm bị tre già mang bọc thế hệ trẻ như cháu, như em đã vươn lên. Và quý vị đang enjoy một cái taste cùng thế hệ trẻ con em chúng ta tại hải ngoại, một Việt Nam Cộng hòa hải ngoại. Thưa quý vị, chú Nam rất hãnh diện. Thực sự mà nói này, cái sứ mệnh của truyền thông trong cái cộng đồng chúng ta là gì? Ngoài việc là đông lục việc làm, cái việc đó đương nhiên. Có một việc khác rất là thiêng liêng. Đó là khi cộng đồng gặp nạn, gặp tai ương tặc ác, thì tờ báo, cơ quan truyền thông người Việt đứng ra vận động người Việt để ôm ấp, để đùm bọc,
để giúp đỡ cái người bị nạn đó. Thưa quý vị, chúng tôi không có dịp để nói về mình, nhưng tôi kể một chuyện thôi. Cách đây trên 10 năm, một em học sinh còn rất là trẻ, mười mấy tuổi, đi học về nhà đói bụng, hỏi mẹ, bà nội xin cơm ăn. Nhà hết cơm, hết gạo, hết đồ ăn và không còn tiền. Em buồn tại sao nhà mình nghèo quá như vậy. Em ra cái công viên treo cổ tự tử. Khi mà đồng bào vừa báo chúng tôi tới tin đó, tôi và Nguyễn Hồng Dũng hay Nguyễn Ngọc Mùi xách máy chạy ra tại chỗ gia đình và phỏng vấn gia đình trong tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng đau xót ngọn ngào vừa mất đứa cháu. Tôi vì cộng đồng chúng ta lá lành đùm đá rách từ khắp mọi nơi trên hành tinh này dồn yêu thương về cho gia đình đó, đã vứt cái gia đình đó lên từ khổ đau sụp đổ, lo tang ma đàng hoàng, lo con cái đàng hoàng, lo những đứa em còn lại được học hành đàng hoàng bằng một cái phân rất là khổng lồ. Sứ mệnh tờ báo, tôi nhìn thấy cái cảnh đó, đó khi nhận cú điện thoại, những cái cách từ mà lúc đó Hội Phụ Nữ Người Việt tại miền Bắc California lo việc kế toán và sổ sách cùng với một số luật sư để tránh tai tiếng, biết không? Và thưa quý vị, chúng tôi hiểu được câu nói của tổ tiên bà mình dạy: đồng bào là gì, cùng bọc mẹ Âu Cơ Lạc Long Quân là gì, và đâm bọc nhau là gì, miếng khi đói bằng gói khi đo là gì, lá lành đùm lá rách là gì. Trong tôi như bài học từ tuổi mẫu giáo trung học, nó dồn nó về cả một đời giáo dục, nó dồn về. Tôi thấy rằng một bài học luân lý, một bài học đạo đức, một bài học tình người, một bài học cộng đồng, một bài học quốc gia dân tộc, đùng đùng nó rõ. Cái cảm giác đó, tôi đi vào trong, dẫn một đoàn văn nghệ sĩ rất là lớn đi vào trong cái trung tâm phụ nữ bị bạo hành, nơi những người vợ, những người mẹ bị chồng đánh, gia đình hành hạ, đi vào đó. Và chúng tôi ủy lạo trong đó cả một ngày một đêm, ca hát tưng bừng. Các cô rơi nước mắt, các em nhỏ 1-2 tuổi được bế bồng trong lòng. Chúng tôi cảm thấy cái cộng đồng rất lớn. Và bây giờ tôi nghe cô với tiếng khóc, tôi sực nhớ vậy. Không phải chỉ tôi, không phải chỉ anh em của chúng tôi, mà thế hệ trẻ cũng xúc động khi nhìn thấy một cái dấu hiệu của sự ức chế và bất công đến với cộng đồng người Việt. Thay mặt nhật báo Kali Ray và những em lớn tuổi, chú trân trọng đón chào cháu làm thành viên của trong nhóm từ nay về sau. Và đây là chỗ mà cháu có thể voi được ý nghĩa của mình. Bây giờ những người như vậy, chú nói thật với cháu, nên step xa hơn trên con đường chính trị, không phải dừng lại chỗ hiệu trưởng trường trung học, để phục vụ cộng đồng người Việt lớn hơn. Bây giờ mình vào chuyện chính thì hôm nay. Khi mà cháu đọc cái bức thư như vậy, cháu đã xúc động cháu khóc. Cháu viết cái thư, cái phản ứng của cháu xa hơn nữa là gì? Mời cháu. Em nghĩ là cái lá thư mà bà Cindy Chavez gửi qua cái người luật sư tới cho anh Brian Đỗ, theo em tiếng Mỹ nó là một cái intimidation, là một cái sự đe dọa, là một cái sự bịt miệng, cho nên là mình không thể nào để cho cái chuyện này nó tiếp diễn. Nếu mà mình là người Việt hải ngoại, mình không đoàn kết với nhau, thì hôm nay bà ta gửi cho anh Brian công đổ, ngày mai bà lại tìm một người khác, bà lại gửi một lá thư khác, thì làm sao mình biết được? Đó, cho nên là nếu mà mình không tìm cách để mình ngăn chặn cái sự áp chế, cái sự đàn áp này, thì mình không biết chuyện gì tương lai nó sẽ xảy ra. Như vậy cái giải pháp của cháu là cái thư này là tôi gọi là preventive
ban tổ chức mà ngăn ngừa phải không? Em nghĩ là cái lá thư của anh hỏi là cái lá thư của bà, lá thư của cháu gửi ra đó. Ồ, cái lá thư của em gửi ra đó là muốn kêu gọi cộng đồng đoàn kết với nhau để mình tiếng Mỹ nó gọi là show of force, nghĩa là mình đoàn kết với nhau, mình bảo vệ nhau, thì bà ta sẽ thấy là cái sức mạnh của cộng đồng mình, cho nên bà ta sẽ không dám làm lại nữa. Cháu có thể summarize cái nội dung của lá thư đó cho bà con cùng nghe không? Thì trong cái lá thư em cũng tóm tắt giống như ban nãy em đã chia sẻ rồi. Rồi em cũng nói là em không hiểu, thật sự em đọc lá thư em muốn hỏi thẳng bà ta cái mục đích bà ta gửi cho anh Brian Đỗ là gì. Em biết cái ý nghĩa chính xác là cease and desist against Brian Công Đỗ, giống như em dịch ra ban nãy đúng không, là cấm và không cho dùng những cái từ đó. Nhưng mà em nghĩ là bà ta có một cái mục đích sâu hơn mà xa hơn cái những cái chữ nghĩa đó nữa. Cho nên là em nghĩ là cái lá thư của bà ta gửi ra còn có nhiều mục đích hơn nữa nếu cộng đồng mình không làm gì hết, nếu cộng đồng mình để một mình anh Brian chống chọi, thì làm sao mà Brian Công Đỗ chống chọi được bà Cindy Chavez là một ứng cử viên của thị trưởng bao nhiêu tiền bạc, có bao nhiêu sức lực với lại cái chỗ đứng của bà bây giờ, đúng không ạ? Cho nên cộng đồng mình muốn chống chọi lại bà ta thì mình phải đoàn kết với nhau, mình phải cho bà ta thấy là người Việt của mình rất là đoàn kết để mình có tiếng nói và sẽ ngăn chặn những việc sau này có thể xảy ra. Như vậy phải chăng đó là cái hình tượng mà Hiền vừa dùng là hình tượng là báo đũa phải không? Cái hình tượng báo đũa mà hồi Hiền dùng nãy đoạn đầu đó, có phải nằm trong ý này không? Có nghĩa là cộng đồng phải unite lại, cộng đồng phải kết đoàn lại để mà đùm bọc nhau lúc mà hoạn nạn. Chính xác là như lúc vậy. Lúc bị ức chế. Dạ đúng vâng, không? Dạ vâng. Giống như em nói câu chuyện bó đũa, hoặc là cái mà em nói là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, phải không ạ? Đúng rồi. Nghĩa là một người bị thương tích thì mình phải giúp cái người đó, đúng không? Thành ra là mình không thể nào nhìn thấy một cái người bên đường bị nạn mà mình đi bỏ ngang mà mình không giúp đỡ. Giống như anh kể chuyện một cái gia đình đó rất là thương tâm, thì em cũng hy vọng là cộng đồng mình không phải nhìn thấy cái cảnh mà anh vừa kể một cái cháu bé trai đó nữa, bao giờ nữa, cũng như là không bao giờ xảy ra nữa, đúng không ạ? Tức là bây giờ mình giống như là cái mình thấy là người ta ức chế mà mình không làm gì, thì mình không ước được là cái chuyện tương lai nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà nếu mà mình ngăn chặn thì em hy vọng là thứ nhất sẽ bảo vệ được cho anh Brian bây giờ, mà sẽ xây dựng và tạo một cái tiếng nói, một cái power, một cái chỗ đứng đặc biệt cho người Việt, cộng đồng hải ngoại nói riêng và cũng như là người Á Châu hải ngoại nói chung. Nam thú thật quý vị, lâu nay Nam không nói câu này, lần đầu tiên Nam mới nói. Chúng ta bước vào tháng 10 này, ngày 27 Tây là kỷ niệm 25 năm tờ báo. Từ chúc lúc ngày anh đầu tiên ra mắt cho quý vị, cho đến bây giờ, tờ báo dựa vào cái lịch thị thương yêu quý vị mà sống. Tờ báo chỉ có một mục đích duy nhất là khi cộng đồng bị xúc phạm,
khi cộng đồng cần đấu tranh, tờ báo dù có nguy hiểm, tờ báo dù có thể bị đe dọa, tờ báo vẫn 100% đứng bảo vệ cộng đồng. Và luôn luôn đó, tại sao những phong trào từ thiện xã hội, phong trào bảo vệ cộng đồng, tờ báo luôn có mặt. Thưa quý vị, không ai sai, không ai bảo, chúng tôi tự vác xác tới mà làm việc. Và trong cái tâm trạng đồng bấy như vậy, tôi chia sẻ được cái tâm tình, cái suy tưởng của cô Hiền. Và thưa quý vị, nếu quý vị đồng ý với những điều chia sẻ của cô Hiền, có thể cho cô Hiền một bó hoa trên online, một con số 1 trên online. Và nếu không đồng ý, cho con số 10 trên online. Như vậy chúng ta phe, phải không thưa quý vị? Phe hơn nữa, ở nước Mỹ mà, chúng ta không tranh luận thì không sáng tỏ sự việc. Thì nhân dịp cô Hiền có mặt ở đây, trước mặt cô Hiền luôn, chúng tôi muốn mở một thư mời online ba video này tới phía bà Cindy Chavez. Người nào không đồng ý và muốn tranh luận với Hiền thì mời lên làn sóng này. Cô Hiền có chấp nhận cái thử thách đó không? Dạ vâng, nếu mà anh mời được người đại diện của bà Cindy Chavez lên để mình có việc chia sẻ, em muốn hỏi, em sẽ hỏi bà ta để có thể bà giải thích rõ ràng hơn ai là người nghe cái YouTube mà anh và anh Brian thâu đó, ai là người thông dịch ra và cái người đó thông dịch ra cho bà như thế nào. Đó. Em, nếu em có cơ hội gặp bà hoặc người đại diện của bà để lên đây, em muốn hỏi câu hỏi đó. Tốt nhất là em gặp thẳng bà. Đó, nếu mà được cơ hội như vậy, em sẽ lên. Nếu mà có người muốn nói bằng tiếng Việt hoặc là muốn nói bằng tiếng Anh, em sẽ tham dự, thưa anh. Em rất cảm ơn anh đã cho em cơ hội đó. Dạ, trong ngày trước 1995, năm đọc một tác phẩm mà năm rất là thích. Tác phẩm mang tên là Một phát vẽ chân dung con người. Cái tựa đề nó rất là gây sự để ý. Một nhát vẽ, một nét vẽ thôi. Mà chân dung con người là gì? Thì tựa đề cũng sách gây cho năm chú ý. Thì nếu dùng cái tác phẩm đó làm một ẩn dụ để nói trường hợp của Hiền hôm nay, một phát vẽ về chân dung thế trẻ Việt Nam hải ngoại, thì đó một phần nào đó, một phần nhỏ nào đó thể hiện qua cô Hiền trí thức song sáo, song ngữ vẹn toàn, Anh Việt tích ca dao tục ngữ cũng ngon, nói tiếng Mỹ cũng chì, hiệu trưởng một trường trung học của Mỹ và chuẩn bị ra trường đường chính trị. Thưa quý vị, bà rất là yêu người Việt chúng ta, rất là yêu thương người Việt chúng ta. Và một cái điều nữa là gì? Đóng dấu vàng ròng 100% không pha, con cháu gia đình HO, con cháu Việt Nam Cộng Hòa. Chú thay mặt, không được biết được thay mặt được mấy người, nhưng cho chú thay mặt cái thế hệ đàn anh gửi cho cháu một bông hoa tuyệt đẹp trong ngày hôm nay. Và nếu quý vị trong ban đại diện của bà, ban vận động của bà CNP mà nghe được cái thách thức của chúng tôi để tổ chức một cuộc tranh luận giữa cô hiệu trưởng Hiền này với đại diện của Cindy Chavez về trường hợp của Brian Công Độ, thì chỉ gọi chúng tôi 408-297-8271 và quý Nam sẽ sắp xếp, hứa quý vị 100% là trong 7 ngày sẽ được đưa đến cái tổ chức cuộc tranh luận, tổ chức kỹ thuật và quay phim và truyền tải đến cho quý vị trong vòng tối đa là 7 ngày để quý vị theo dõi xa gần, theo dõi cuộc đấu giùm tuổi trẻ Việt Nam và thế lực lớn tại San Jose. Thưa quý vị, rất là cảm ơn sự theo dõi quý vị. Trước khi chia tay, hôm nay là cái show đầu tiên, thì chú muốn cháu có chí vài lời tâm tình với khán thính giả của mình và hy vọng đây không phải là show cuối cùng. Mời cháu. Một lần nữa em cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam đã cho em có cơ hội ngày hôm nay, là lần đầu tiên được hân hạnh lên YouTube của Cali Today.
Giống như anh đã giới thiệu, em là con của gia đình HO. Gia đình em đi HO 17, qua Mỹ được 29 năm. Khi qua Mỹ thì em đã hơn 20 tuổi, mới bắt đầu được vào đi 23 tuổi mới đi vào trường đại học cộng đồng để đi học tiếng Anh, rồi dần dần học đi lên trường UCLA, ra trường và đi dạy học hơn 10 năm, sau đó trở thành ban giám hiệu. Tới nay em đã làm được ở trong học đường 20 năm, phục vụ cộng đồng. Thì quý vị chắc cũng đã biết là em hiện đang là hiệu trưởng của trường YB. Em cũng đã từng giúp đỡ và sinh hoạt với rất nhiều cộng đồng người Việt ở đây. Em rất vui khi em có cơ hội được giúp đỡ đồng bào của mình. Em vẫn nói với lại nhân viên ở trong trường YB là em có được rất hân hạnh được làm việc ở đó là tại vì có 39% học sinh Việt Nam ở trường, 47% là người Á Châu, nhưng mà trong đó 39% là Việt Nam. Thì quý vị thấy thành ra là em vẫn giúp đỡ những gia đình khác bằng tiếng Anh, thưa quý vị, nhưng em rất vui mừng vì em đã biết đọc, biết viết và biết nói rất rõ tiếng Việt. Bố mẹ nào cần hay là các em cần đều tới em là em giúp đỡ. Em rất vui khi các cháu đi học lấy lớp tiếng Việt, rồi khi mà gặp cô là khoanh tay chào cô. Em được hân hạnh, em được có cơ hội mướn một người hiệu phó cũng là Việt Nam, tên là thầy Hiền Đoàn. Thầy cũng chia sẻ với em là mỗi khi mà thầy nghe các em học sinh gặp thầy, khoanh tay chào thầy, thầy chia sẻ với em cái tiếng nói chào thầy nó sao động tới con tim. Cái tiếng hiệu trưởng bằng cái tiếng Việt hay là chào thầy hiệu phó bằng cái tiếng Việt nó trân trọng làm sao đó. Không có giống như là cái tiếng teacher bằng tiếng Mỹ, nó không có emotion được feel đúng rồi, đó, không? Đúng rồi, thầy chia sẻ với em như vậy. Khi mà thầy chỉ mới làm ở trường em được 4 năm thôi. Hồi trước thầy làm ở trường Independence, sau đó thầy mới qua làm bên trường này, thì thầy thấy là cái sự yêu thương của cộng đồng tới ngôi trường YB, rồi bố mẹ, những bố mẹ Việt Nam muốn tới trường để làm tự nguyện, muốn giúp trường, thầy thấy có một cái gì đó mà đặc biệt ở trường YB mà thầy không tìm kiếm được ở một trường khác. Đó, thành ra là thầy nói tiếng Việt rất rành, không biết có rành bằng em hay không, nhưng mà cũng rất là rành. Thầy rất giỏi. Khi mà em nhớ là thầy được mướn làm hiệu phó cho em 2 năm về trước, thì có một tờ báo, có một tivi tới trường em quay, rồi cũng có đăng lên á, thì em mới chụp hình em gửi cho thầy, rồi gửi cho thầy một cái link về làm một cái tivi đó, thì cả gia đình em ở trên Orange County cũng nhìn thấy. Thầy gửi cho bố của thầy cũng là giáo viên dạy toán ở Oakland, bây giờ về hưu rồi. Thầy mới nói với em là gia đình thầy rất cảm động khi được sự chiếu cố của cộng đồng, mà được em giới thiệu thầy tới cộng đồng như vậy. Cho nên thật sự em rất vui mừng khi có có cơ hội để giúp đỡ cộng đồng, có cơ hội dùng tài năng của mình để giúp đỡ cộng đồng. Nếu mà mình có tài năng mà mình không dùng thì nó đâu có là tài năng. Đúng rồi. Em là người Công giáo, bên đạo, có trong Phúc Âm nói là Chúa cho ai 10 nén thì làm ra 10 nén, Chúa cho ai 5 nén thì làm ra 5 nén. Nghĩa là
mỗi người trời cho có một cái tài năng khác nhau. Nếu mà trời cho mình tài năng gì thì mình làm đủ để dùng cái tài năng của mình để phục vụ. Chứ mình có tài năng mà mình không phục vụ thì nó không là tài năng, vì đâu có ai thấy đâu. Đâu có lợi lộc gì cho ai đâu. Nếu mà ta hỏi điện là gì, chúng ta không trả lời được. Nhưng mà nhìn thấy bóng đèn cháy, ta biết nhờ điện. Dạ vâng. Cho nên cái sự phục vụ chúng ta là khái niệm rất trừu tượng. Dạ. Mà nếu cái action của nó chỉ thể hiện khi chúng ta ra tay. Dạ vâng. Khi chúng ta ra tay, khi thể hiện ra hành động. Dạ. Cái nói tình yêu thương á, làm khái niệm tương đối trừu tượng, mà có thể tranh cãi. Nhưng mà sự đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau thì nó thể hiện rõ ràng. Dạ. Và hôm nay cái show này mang tính chất là vì cộng đồng yêu thương của chúng ta. Dạ vâng. Không ngang mang bước ra. Chúng tôi có nói một chút về cô Marie Hiền Paulette này. Chẳng qua là giới thiệu cổ là ai. Chúng ta không nhằm mục đích lăng xê cổ hay nói thơm về cổ. Và chúng ta cũng không có nhằm đả phá ở phía bên kia. Chúng ta vẫn trân trọng tìm một cái cuộc đối luận giữa cô và đại diện của bà Cindy Chavez, kể cả những người ủng hộ viên, để tìm ra điều gì là ai đúng trong trường hợp này. Ai đúng trong trường hợp này? Và cộng đồng Việt Nam chúng ta có dễ bị bắt hiếp như vậy không? Nếu chúng ta let her go with no action, chúng ta để nó tiến tới mà không phản ứng gì, thì đầu của chúng ta mà, ai muốn gõ thì cứ gõ. Cổ chúng ta đi, ai muốn đập thì cứ đập. Mặt chúng ta đi, ai muốn tát thì cứ tát. Thế hệ chúng ta để như vậy, thế hệ con cháu chúng ta là đủ hết. Ai lo chúng ta? Thưa quý vị, trong trường hợp này, cái thái độ của chúng ta, ta thể hiện chúng ta yêu nước, yêu cộng đồng hay không? Không phải là ngồi yên. Đã đến lúc chúng ta lên tiếng chưa? Đã đến lúc chúng ta hành động chưa? Hãy let it go, hãy để nó đi, mặc kệ nó. Thưa quý vị, thái độ đó nó quyết định cái vấn đề tương lai thế hệ trẻ và sinh tử của cộng đồng chúng ta. Và trong cái bối cảnh như vậy, chúng tôi take it seriously đó, chúng tôi cũng không thể ignore một cái phát. Không thể quên cái phát ra là không phải nhìn một bên, mà chúng ta phải nhìn hai bên. Một nửa biết bắn là một cái biết bắn, một nửa chân lý chưa chắc là chân lý. Cho nên chúng tôi rất là mời đại diện phía bà Sinjave đối luận cùng với cô Marie Hiền Paulette này, để chúng ta tìm thử được cái chân lý nằm ở đâu. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ, cho em cơ hội hôm nay. Cảm ơn anh. Dạ. Rất là cảm ơn cô đến và hiếu quý vị. Nếu quý vị thương yêu một người con gái trẻ mới lớn lên, dân HO 100%, tha thiết cộng đồng, hãy cho cô một đoá hoa hồng trên online và một số 1 trên online. Và nếu không thích, cho số 10. Thưa quý vị, phé. Trân trọng kính chào quý vị. Dạ. Mary Hiền.